Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh và hội tụ gió trên cao nên từ chiều nay đến ngày 28, Bắc Bộ có mưa rào và dông. Mưa lớn tập trung từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ, có nơi trên 120 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng sớm mai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và sét đánh. Nhiệt độ thời điểm này chỉ từ 20 cho tới 22 độ. Vùng cao trời rét nhẹ khi nhiệt độ ở mức từ 19 đến 21 độ. Trưa chiều mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 26 cho tới 28 độ. Vùng cao ở mức từ 24 đến 26 độ. Thưa quý vị, thời tiết chuyển mùa, trời lạnh về đêm và sáng sớm khiến trẻ em rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Do vậy, quý vị chú ý giữ ấm cho các bé vào thời điểm đêm và sáng ở các vị trí quan trọng như bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu, đồng thời bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho các bé. Xuống đến miền Trung, chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở phía Bắc nên mưa dông cũng lan xuống khu vực Bắc Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai, cục bộ có điểm mưa vừa. Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ cũng gia tăng mưa vào chiều tối mai khi chịu tác động của hình thế gây mưa ở phía Nam. Nhiệt độ giảm cao nhất ngày mai trên toàn miền chỉ ở mức từ 30 đến 33 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của nhiễu động từ biển di chuyển vào nên đêm nay và ngày mai ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 cho tới 100mm trong 24 giờ, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến đây, bản tin thời tiết xin được khép lại với phần dự báo cho các khu vực của tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên. Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.